Đó là câu chuyện về về cách Đức Chúa Trời tìm kiếm một nàng dâu cho con một của Ngài. Mỗi sách một khác. Tôi cố gắng đưa cho các bạn những chìa khóa để tự mình giải nghĩa kinh thánh. Giải nghĩa kinh thánh cùng David Boston. Sách Lê Vi Ký phần 2 Chúng ta vẫn đang đọc Lê Vi Ký như thể chúng ta là người Do Thái, nên hãy tiếp tục nói một số điều về toàn bộ luật của môi xe đây là một bộ luật chứ không phải là các điều luật bởi vì đó là một thể thống nhất sự thánh khiết có nghĩa là toàn vẹn tất cả những luật lệ và quy định này gắn liền với nhau để tạo thành một tổng thể vì vậy phạm phải bất kỳ điều gì tức là phạm hết nó hơi giống chuỗi vòng cổ của phụ nữ dù có đứt ở chỗ nào thì các hạt đó cũng tung ra bạn đã làm hỏng chuỗi vòng và tất cả đều bắn tung tóe. Đó là một ý rất quan trọng. Bởi vì không phải là cố gắng giữ được càng nhiều điều răn càng tốt. Tôi đã từng đùa mấy cậu lính không quân Hoàng gia Anh. Họ luôn nghĩ rằng cơ đốc nhân là những người giữ 10 điều răn. Và khi tôi hỏi, rồi thế bao nhiêu bạn giữ được 10 điều răn? Không ai giữ được. Họ trả lời, ôi giời làm sao mà giữ được hết? Và tôi hỏi, thế các bạn phải giữ được bao nhiêu thì mới là cơ đốc nhân? Họ luôn nói là 6 trên 10, trên trung bình là được rồi. Đó là suy nghĩ của hầu hết mọi người. Cứ giữ càng nhiều càng tốt. Học sinh chỉ cần cố gắng được 6 trên 10 điểm là ổn rồi. Nhưng trên thực tế, đó là một tổng thể. Và phạm bất cứ điểm nào, tức là phạm hết bạn đã phá vỡ sự toàn vẹt hay sự thánh khiết của toàn bộ lối sống. Đó là điều đầu tiên mà tôi muốn nói. Bây giờ tôi muốn nói thêm hai điều nữa về Lê Vi Ký. Điều thứ nhất, Đức Chúa Trời không đưa ra lý do cho mọi luật lệ của Ngài, cho việc không mặc đồ bằng vải pha, không được cho con này bú sữa con kia, không được gieo hai thứ hạt giống. Đức Chúa Trời là Chúa của sự thuần túy. Ngài không thích đồ bằng vải pha, trộn hạt giống lạ với nhau, hay cho con này bú sữa con kia ngài không thích như vậy ngài thánh khiết ngài thuần túy nhưng không phải lúc nào ngài cũng giải thích lý do tâm trí tây hóa của chúng ta tâm trí hiện đại của chúng ta muốn có lý do cho mọi thứ tại sao ngài lại không để họ làm điều này đôi khi lý do rất hiểu nhiên có thể chỉ là để giữ vệ sinh một số quy định về nhà vệ sinh rất hiển nhiên để giữ vệ sinh mà chúa bảo họ làm điều này hay điều kia và có thể là một số đồ ăn ô uế bị cấm là vì chẳng hạn, tiệt lợn rất có khả năng gây bệnh trong điều kiện khí hậu đó, tại vùng đó. Chúng ta muốn có lý do cho mọi thứ, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng Chúa không cho họ lý do. Ngài không nói rằng ta không cho các con làm như vậy là vì thế này điều đó rất rất quan trọng vì nếu cứ muốn biết tại sao một số quy định nào đó lại được áp trên bản thì bạn không sẵn sàng để người khác làm người phán xử bạn đang biến chính lý lẽ của mình thành người phán xử có những lúc tôi và vợ phải nói với các con của mình là vì bố đã nói thế bạn thấy đó. Và điều quan trọng là nếu bạn chỉ làm theo điều dân dạy khi thấy nó hợp lý, thì bạn không phải là một đứa con vâng lời và bạn không tin tưởng vào người dân dạy bạn. Bạn có hiểu điều đó không? Đó là một ý rất quan trọng. Phần đa các điều ở trong luật của môi xe đều không đưa ra lý do tại sao họ phải làm điều này hoặc không được làm điều kia. Chúa đang nói rằng, các con có tin tưởng ta không? Các con có tin rằng, nếu ta bảo các con không làm gì đó, có nghĩa là ta có lý do chính đáng để làm như vậy không các con phải biết lý do rồi mới làm theo hay các con đủ tin tưởng để vâng phục ta và tin rằng ta biết điều gì là tốt nhất bạn có thể hiểu vấn đề không? Và tôi e rằng con người thời nay muốn biết là giữ chính tiết là để làm gì? Làm cách này để, để làm gì? Làm cách kia là để làm gì? Nếu anh có thể thuyết phục tôi là cái này tốt hơn cho tôi thì tôi sẽ làm theo. Như vậy là con người muốn làm Chúa. Cũng không có gì là lạ. Hệt như Adam và Eva, hái trái của cây biết điều thiện và điều ác. Chúng ta muốn quyết định. Chúng ta muốn trải nghiệm. Chúng ta muốn tự mình định đoạt. Và nếu bạn muốn biết lý do đằng sau mọi điều gian mà Chúa ban cho bạn, thì bạn đang không tin tưởng vào Ngài và bạn không phải là một đứa con vâng lời. Gần như cả Kinh Thánh nói với chúng ta rằng vì cha đã nói thế. Bạn tin tưởng cha của mình đến mức nào? Vì cha thiên thượng của bạn đã nói thế nên đó là một ý rất quan trọng ngài muốn có những đứa con vâng lời những đứa con tin cậy cha không phải những đứa nói rằng à bây giờ thì con hiểu tại sao rồi con sẽ làm như vậy mà là những đứa sẵn sàng nói rằng chúa ơi nếu ngài đã nói vậy thì tức là điều đó tốt cho con ngài hẳn phải có lý do của ngài có nhiều điều chúa không chỉ cho chúng ta thấy ngài không có nghĩa vụ phải phân trần với chúng ta có những điều sẽ xảy đến với bạn và gia đình bạn mà bạn không thể hiểu nổi Quan trọng là lúc đó bạn có tin rằng Ngài có lý do chính đáng để cho phép điều đó xảy ra? Hay bạn nói rằng, không, con muốn biết tại sao, tại sao vậy? Và đó là điều đầu tiên về luật pháp của Chúa. Ngài không đưa ra lý do, nhưng Ngài có đưa ra hình phạt. Ngài có đưa ra hình phạt. Và nói thẳng ra là sự trừng phạt. Có sự kêu gọi, vâng phục, và cũng có cái giá cho sự bất tuần là như vậy đó. Cho nên, tuy Ngài không lý giải cho các điều răn, nhưng Ngài có đưa ra sự trừng phạt, và chúng khá nặng. Hay nói theo cách khác, trong chương 26 của Lê Vi Ký, bạn có rất nhiều lý do tích cực để vâng phục, có phần thưởng cho sự vâng lời, có phước hạnh cho những người tin cậy và vâng lời nhưng ngược lại có sự rùa xả trên những kẻ bất tuân rồi giả sử như tôi là người do thái và tôi đang đọc sách lê vi ký điều gì có thể xảy ra với tôi nếu tôi không tuân theo đây ba điều có thể xảy ra một là tôi có thể mất nhà mất nhà hay là tổ ấm của tôi hay là tôi có thể mất quyền công dân hay hộ chiếu của tôi. Ba là tôi có thể mất mạng và có 15 tội trong sách Lê Vi Ký mà hậu quả của nó sẽ là tội tử hình. Thành thực mà nói, nếu bạn biết là đọc và tuân theo sách Lê Vi Ký hoặc không tuân theo sách có thể khiến bạn mất nhà mất hộ chiếu, thậm chí mất mạng, thì liệu bạn có nghiên cứu sách sâu hơn hay không? Tôi nghĩ là có. Tôi muốn bạn đọc nó như một người do thái và nhận ra rằng nhà cửa, hộ chiếu, thậm chí là chính mạng sống của bạn phụ thuộc vào việc bạn có sống theo cách đó hay không rằng bạn có thể mất cả ba, nó nghiêm trọng như vậy đó. Thêm nữa, sách Lê-vi ký nói rõ rằng cả dân tộc, nếu cả dân tộc bất tuân, thì họ có thể mất nhiều thứ và cụ thể là hai điều: một là họ có thể mất tự do khi bị kẻ thù từ bên ngoài xâm lược và khi chúng ta nghiên cứu sách các quan xét, chúng ta sẽ thấy điều đó xảy ra. Đó là sự trừng phạt đầu tiên nếu cả dân tộc phớt lờ sách Lê-vi ký. Hình phạt thứ hai là họ sẽ mất đi xứ sở và bị đuổi khỏi đó. Một là bị thế lực khác chiếm đóng trong xứ, từ đó mất đi sự tự do. Hai là bị đẩy đi làm nô lệ, lìa xa xứ sở và mất tất cả. Và cả hai điều này đã xảy đến với dân tộc Israel nên đừng có mà đùa với chúa ngài nói rằng có phần thưởng cho việc tin cậy và vâng phục ta nhưng có hình phạt cho những kẻ không tin từ đó không vâng phục ta nên nếu bạn là người do thái thì bạn sẽ đọc sách này rất rất kỹ thực ra chúa đang nói rằng cách duy nhất để được thực sự hạnh phúc là phải thực sự thánh khiết rằng sự thánh khiết và hạnh phúc đi đôi với nhau rằng thiếu thánh khiết dẫn đến bất hạnh hầu hết mọi người đều hiểu sai điều này bạn thấy đó ý muốn của chúa cho tôi và bạn là chúng ta sống thánh khiết trong đời này và sống hạnh phúc trong đời sau tôi thấy hầu hết mọi người đều muốn ngược lại họ muốn được hạnh phúc ở đây còn thánh khiết thì cứ để sau thực ra thì cũng dễ hiểu thôi vì đó là ước muốn xác thịt trong chúng ta nhưng ý muốn của chúa cho bạn là bạn sống thánh khiết ở đây sau đó mới hạnh phúc. Bạn có thể chọn một trong hai tùy ý. Khi sống thánh khiết ở đây, bạn có thể đau đớn. Chúa sẵn sàng cho phép nhiều điều xảy ra với bạn và gia đình bạn. Chúng có thể đau đớn. Nhưng nhờ chúng mà bạn sẽ thánh khiết hơn. Vì suy cho cùng, thì khi nào bạn sẽ được thánh khiết nhất đây? Khi bạn sống thoải mái, hạnh phúc và mọi thứ đều ổn thỏa. Hay khi mọi thứ đều tệ hại và bạn thấy sự yếu đuối của chính mình, thấy nhu cầu của chính mình và lại chạy đến với chúa khi nào thì tính cách của bạn được tiến bộ nhất khi mọi thứ đều ổn thỏa hay khi mọi thứ không được như vậy có một lưu ý trong lê vi ký rằng chúa sửa phạt người ngài yêu thương trong đời này còn ngài trừng phạt những kẻ không đáp ứng trong đời sau. Nên thánh khiết ở đây, trên đất này, hạnh phúc ở đời sau. Chúng ta vừa đọc xong sách Lê Vi Ký như những người do Thái. Giờ thì hãy đọc sách như những cờ độc nhân. Tất cả những điều này có gì để nói cùng chúng ta? Tôi có phải cởi hết mọi bộ cánh hãng Mark and Spencer của mình ra không? Nếu nhà tôi có nấm gỗ mục, thì tôi có phải đốt nhà mình hay không? Chúng ta phản ứng như thế nào với tất cả những điều này? Bây giờ hãy bắt đầu từ điều mà Paulo nói với Timothy để tôi đọc nhé, ông nói, Timothée, từ thủa ấu thơ con đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa giê -xu Chris. Cả kinh thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa chỉ và huấn luyện trong sự công chính để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành để cho đơn giản. Hãy nhớ rằng Phaolô đang nói với Timôthê về cựu ước, bởi vì khi ông viết điều này thì tân ước vẫn chưa tồn tại và những câu kinh thánh trong tân ước thuộc cựu ước và khi Chúa Giêsu nói hãy tra cứu kinh thánh vì kinh thánh làm chứng về ta là ngài đang nói đến cựu ước. Phaolô nói rằng bạn có thể học hai điều trong cựu ước về đức tin hay là sự cứu rỗi và sự công chính. Và chúng, và chúng ta có thể học được cả hai từ sách Lê Vi Ký. Có hai lý do khiến chúng ta cần đọc cựu ước. Cựu ước sẽ mở mắt để bạn thấy sự cứu rỗi, khôn ngoan để được cứu. Bạn sẽ hiểu cách để được cứu. Cựu ước cũng sẽ mở mắt để bạn thấy sự công chính hay lối sống đúng đắn, lối sống tốt. Hai mục đích đó quá nổi bật. Tôi nhớ là nhiều năm trước, một mục sư giáo khu bảo với tôi rằng, David, anh có thể giảng trong mùa chay của khu của tôi vào năm buổi lễ giữa mùa chay trước lễ phục sinh không? Tôi nói tôi rất sẵn lòng. Ông muốn tôi nói về điều gì? Ông nói tôi muốn anh nói về thập tự giá. Trước lễ phục sinh, chúng tôi muốn hiểu hơn về thập tự giá, nên anh có thể nói về thập tự giá vào năm buổi tối được không? Tôi nói, được. Và ông ấy nói, thế anh cho tôi xin tên của năm bài giảng với. Tôi trả lời, tên của chúng đây, sáng thế ký, xuất Ai Cập ký, Lê Vi ký, dân số ký, phục truyền luật đại ký. Không, tôi muốn anh nói về thập tự giá cơ mà. Tôi sẽ nói mà, tôi đã nói là sáng thế ký, xuất Ai Cập ký, Lê Vì ký, dân số ký và phục truyền mà. Vậy tôi đã nói về điều gì? Sáng thế ký, tôi đã nói về một người có anh con trai khoảng đầu 30 tuổi. Người đó là Abraham, anh con trai là Isaac, và Isaac đầu 30 tuổi. Abraham đưa Isaac đến núi Moria, sau này được gọi là Gogotha hay đổi sọ và dân con của mình. Chúa đã ngăn ông lại vào phút chót và Chúa chu cấp một con cừu. Đầu nó bị mắc trong bụi cây ở chính chỗ đó. Và Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh, Chúa sẽ cung ứng. Tôi nói quả thật là có thập tự giá, vì ý sắc đủ lớn để thắng hơn người cha già của mình, nhưng ông đã đầu phục. Xuất Ai Cập Ký, tôi đã nói về trên con của lễ vượt qua, bị giết lúc 3 giờ chiều để thiên sứ hủy diệt có thể vượt qua những người được huyết nó bảo vệ. Lê Vi Ký, chút nữa chúng ta sẽ trở lại với sách đó. Dân số ký, có lần khi con cái Israel trong đồng vắng phạm tội, Chúa đã sai rắn đến giữa vòng họ và họ đã chết vì những con rắn độc này. Rồi họ kêu cầu Chúa, Chúa phán với môi xe rằng hãy làm một con rắn bằng đồng treo lên cây xào, rồi dựng xào lên trên đồi. Ai bị rắn cắn mà nhìn vào cây xào đó sẽ được lành. Bạn biết rằng chương 3 câu 16 đúng không? Thế bạn có biết rằng chương 3 câu 15 không? Như môi xe treo con rắn lên trong hoang mạc thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên thể ấy. Và tất nhiên trong phục truyền, tôi đã nói về điều gì trong đó. Đáng rửa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Và sự rửa xả đó được nhắc đến trong Galati chương 3. Rồi, vậy tôi đã nói về điều gì trong Lê Vi Ký? Con dê gánh tội. Một trong những bức họa mà tôi thích nhất là của một họa sĩ có tên là Homer Hunt. Bức họa đó đây. Tôi nghĩ đó là bức họa đẹp nhất của ông về Chúa Giêsu. Tôi không thích bức kia. Chắc hẳn bạn đã thấy bức sự sáng của thế gian vẽ Chúa Giêsu đang gõ cửa. Ông đã dùng ba cô gái để làm mẫu cho tranh, một cô để tạo dáng, một cô để vẽ mặt và một cô để vẽ tóc, mặc áo choàng của giáp mục và đứng ngoài một cái cửa đơn sơ. Điều đó không liên quan gì đến câu trong Khải Huyền chương 3 câu 20. Ấy là cửa hội thánh mà Chúa Giêsu đang gõ vào. Nhưng còn đây là tranh Homan Hunt mà tôi thích nhất. Ông đã dành 18 tháng bên bờ biển chết, mạo hiểm mạng sống mình tại nơi đầy kẻ cướp để vẽ nên bức họa này có những ngọn đồi của Moab, và đúng là chúng chuyển sang màu đó khi hoàng hôn. Kia là Nebo, nơi xe qua đời. Đây là con dê gánh mọi tội lỗi của Israel trên mình đó, đang chết dần. Có bộ xương của con dê năm ngoái. Hãy nhìn vào đôi mắt. Bức họa có gì đó rất đặc biệt. Nếu bạn đến làng Port Sunlight ở Uran, Anh Quốc, trong triển lãm nghệ thuật tại đó, bạn sẽ thấy bản gốc, một bức họa rất cảm động. Chúa Giêsu trở nên con dê gánh tội. Bạn có biết câu chuyện truyền miệng của người Do Thái? Người ta truyền miệng rằng vào năm mà Chúa Giêsu chết, con dê gánh tội quay trở lại thành và mang mọi tội lỗi trở lại không? Đừng loại bỏ tội lỗi theo cách đó, Chúa phán. Bây giờ khác rồi. Có một phương cách mới và một con dê gánh tội mới phải chịu hình ngoài trại quân. Rồi, qua Lê Vi Ký, chúng ta học được một số điều rất tuyệt vời nhưng hãy xem một chút về cách tân ước dùng sách lê vi ký luôn có sự bày tỏ khi chúng ta xét xem tân ước làm gì với một sách trong cựu ước có người nói cựu được tỏ trong tân tân được ẩn trong cựu hai phần đi đôi với nhau và mỗi ước đều phát họa phần còn lại tân ước trích dẫn trực tiếp một số câu trong lê vi ký nhưng có hai câu đặc biệt rất hay xuất hiện. Một câu là, các con phải thánh vì ta là thánh. Và câu nữa là, ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Hai câu đó liên tục xuất hiện trong Tân ước, và vì thế, chúng là những điều quan trọng nhất mà cơ đốc nhân cần đọc trong Lê Vi Ký. Nhưng nhiều phân đoạn khác dựa trên sách này, đặc biệt là thư gửi cho người Hebrew bạn không thể hiểu thư này nếu không đọc lê vi ký trước đừng có đọc kinh thánh tuần tuột từ đầu đến cuối vì các sách không theo trình tự thời gian đâu dường như người ta sắp xếp các sách theo nguyên tắc lớn nhất xếp trước nhỏ nhất xếp cuối. Thế nên trong sách các tiên tri, ba đại tiên tri xếp trước, 12 tiểu tiên tri xếp sau. Trong các thư tín của Lô, Roma xếp trước, Philemon xếp cuối cùng, cũng theo nguyên tắc đó. Tất cả đều không theo thứ tự, nên đừng đọc kinh thánh tuần tuần từ đầu đến cuối. Bạn sẽ không hiểu đâu. Theo tôi thì bạn nên đọc một sách tân ước, xen kẽ với một sách Cự ước. Nếu bạn làm như vậy, thì hãy đọc Lê Vi Ký với Hebrew. Chúng hoàn toàn ăn khớp với nhau. Không thể viết được Hebrew nếu Lê Vi Ký chưa được viết từ trước. Theo như tính toán của tôi, thì có hơn 90 lần Tân ước nhắc đến sách Lê Vi Ký. Hơn 90 lần. Nên đó là một sách rất quan trọng để cơ đốc nhân nghiên cứu. Chúng ta làm gì với luật của Môi Xe? Đó là một câu hỏi đáng chú ý. Bạn thấy đó, có 613 điều luật, chứ không chỉ có 10 điều. 10 điều răn thường được treo trên tường nhà thờ, nhưng tới 613 điều cơ. Theo bản năng, chúng ta biết rằng mình không phải giữ hết chỗ đó. Nhưng chúng ta phải giữ bao nhiêu điều đây? Một đám người sắp đến để chia sẻ những cái tôi vừa nói đấy. Hội cơ đốc Phục Lâm. Họ tin rằng chúng ta phải giữ điều răn thứ tư. Họ sẽ bắt đầu ngày thờ phượng của mình vào 6 giờ tối nay và kết thúc vào 6 giờ tối mai. Họ là những cơ đốc nhân tái sinh, tin vào Chúa Giêsu, Nhưng họ tin rằng chúng ta phải giữ luật đó. Rồi tôi thấy có nhiều anh chị em giảng về việc dân phần 10. Tôi không thể tìm thấy điều đó trong tân ước. Thế mà có biết bao nhiêu hội thánh dạy các thành viên dân một phần 10? Còn ngày sa bát thì sao? Người ta đang tranh luận về việc kinh doanh vào ngày Chúa Nhật. Nhưng tôi thấy có đủ kiểu động cơ giữa vòng các cơ đốc nhân, từ động cơ nhân đạo, cũng tốt thôi, vì họ muốn người ta được nghỉ ngơi. Đến động cơ liên quan đến ngày sa bát trong luật của môi xe. Chúng ta sẽ làm gì với tất cả những điều luật này của môi xe? Cơ đốc nhân nào cũng phải giáp mặt với điều này và lại càng phức tạp hơn bởi trên thực tế, Chúa Giêsu đã phán rằng ta không đến để bãi bỏ luật pháp nhưng để hoàn tất và một chấm một nét đó là những chữ cái nhỏ nhất trong luật cũng không thể qua đi cho đến lúc mọi sự được hoàn tất. Vậy chúng ta phải làm gì với tất cả những điều này? chúng ta phải hỏi xem mỗi điều luật được hoàn tất hay thực hiện như thế nào và rõ ràng là một số điều đã được hoàn tất trong đấng Christ và được chọn rồi đến bàn mới không phải mang con chim câu hay trên con đến thờ phượng vào Chúa nhật tuần sau điều đó đã được hoàn tất rồi mọi điều luật sẽ được hoàn tất tôi tin rằng chúng ta thực hiện luật về ngày sa-bát và mọi ngày trong tuần khi chúng ta nghỉ công việc của mình và làm công việc ngài và bước vào sự an nghỉ dành sẵn cho con dân tức Chúa Trời. Bạn hoàn toàn có thể coi một ngày nào đó là ngày đặc biệt nếu muốn, nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể coi mọi ngày đều là ngày của Chúa. Thậm chí bạn còn không thể áp đặt ngày Chúa Nhật trên những tín đồ khác, chứ đừng nói đến người chưa tin. Chúng ta được tự do trong đấng Christ. Chúng ta rất cần biết mỗi điều luật được hoàn tất hay thực hiện thế nào. Trong 10 điều răn, thì 9 điều được thực hiện trong tân ước theo cách giống hệt như cựu ước con không được trộm cắp, con không được phạm tội tà dâm, nhưng mà luật về sa bát thì không như vậy. Và nhiều điều luật khác của môi xe được thực hiện hay ứng nghiệm theo những cách khác nhau. Ví dụ, một điều luật nói rằng khi anh em dùng một con bò để đạp lúa, đi vòng quanh, móng của nó tách hạt ra khỏi vỏ. Anh em đừng khớp miệng nó lại, vì nó có quyền ăn thứ mà nó đang chuẩn bị cho những người khác. Người chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Bạn có biết cách thực hiện điều đó trong giao ước mới không? Bạn trả cho mục sư của mình một mức lương thích hợp. Câu này nói như vậy. Corinto thứ nhất, chương 9, Phaolô trích dẫn điều luật đó và gắn cho nó một cách thực hiện hoàn toàn khác. Như vậy, bạn phải xem từng chút một và xem nó được thực hiện hay hoàn tất hay ứng nghiệm như thế nào trong tân ước với một ý nghĩa sâu sắc hơn nhưng có bốn điều tôi học được từ sách lê vi ký là những điều bất biến và bốn điều này có vai trò không thể thiếu đối với tân ước cũng như cựu ước và sách lê vi ký nhấn mạnh chúng nhiều hơn mọi sách khác thứ nhất là sự thánh khiết của đức chúa trời không sách nào trong kinh thánh nói nhiều đến sự thánh khiết của chúa hơn sách này và đó là điều mà nếu chúng ta quên thì sẽ rất nguy hiểm. Tôi đã viết một cuốn sách có tên là Đường đến địa ngục. Các bạn cũng biết rồi, và bỗng dưng có một số đài địa phương muốn phỏng vấn tôi. Tất cả đều hỏi cùng một câu, ấy là sao Chúa của tình yêu lại đẩy ai đó xuống địa ngục được chứ? Họ hỏi tôi nhiều đến chán cả ra. Nhưng tôi đã từng trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi khác. Đây là kỹ thuật mà tôi học được từ Chúa Giêsu tức là đá bóng lại cho bên kia. Và tôi hỏi, sao anh lại biết Đức Chúa Trời là Chúa của tình yêu? Và câu đó thường khiến họ bàng hoàng. Tôi hỏi, sao anh lại biết Đức Chúa Trời là Chúa của tình yêu? Họ luôn trả lời, Chúa Giêsu nói vậy còn gì? Và tôi nói, đúng vậy, Chúa Giêsu cũng nói về điều gục nữa mà. Bạn biết đó, bạn không thể chọn lọc thế được. Hoặc là Chúa Giêsu nói lẽ thật và bảo Đức Chúa, Chúa Trời là tình yêu và bạn tiếp nhận điều đó và ngài nói lẽ thật rằng có địa ngục. Bạn không thể chọn lọc và nói lần này Chúa Giêsu nói dối, còn lần kia ngài nói thật. Thế thì chúng ta lại là người phán xử mất rồi. Nhưng tôi nói rằng, thực ra cách hiểu của ngài về tình yêu thương hơi khác so với chúng ta. Chúng ta hiểu là tình yêu cảm tính, ngài hiểu là tình yêu thánh khiết. Và tình yêu của ngài lớn tới nỗi, ngài ghét điều ác. Rất ít người trong chúng ta yêu đủ nhiều để ghét điều ác. Và bạn học về sự thánh khiết của Chúa từ sách Lê-vi Ký. Vì thế, bạn biết thờ phượng Chúa với sự tôn kính với sự kính sợ một điều còn thiếu trong nhiều sự thờ phượng ngày nay là sự kính sợ chúa thân thiết với chúa quá mà thiếu kính sợ chúa năm ngoái tôi ở Sicily ý và tôi muốn trèo lên ngọn núi etna ngọn núi lửa đang phun trào lớn nhất châu âu và thậm chí bây giờ nó vẫn nhả rung nham xuống những ngôi làng tuyết dày quá nên chúng tôi không lên được nhưng khi chúng tôi cất cánh từ sân bay catania ở ý trên máy bay British Airways. Viên phi công nghiêng máy bay về một bên khi chúng tôi bay ngay trên đỉnh núi Etna và chúng tôi nhìn thẳng xuống miệng của núi lửa. Chúng tôi đã nhìn thấy cái này đây. Chúng tôi nhìn xuống miệng núi lửa này và máy bay nghiêng hẳn về một bên và tôi ngồi cạnh cửa sổ nhìn thẳng vào cái vạc lửa này và tôi nghĩ cũng thú vị đấy nhưng mong là viên phi công sẽ nâng máy bay thăng bằng trở lại và đưa chúng tôi đến London. Tôi nghĩ là giờ mà nó bùng lên thì xong đời luôn. Tôi có cảm giác rần rợn ở đáy bụng khi nhìn thẳng vào nó. Tôi đã ngồi trên chiếc máy bay cuối cùng để ra khỏi Philippines trước khi một núi lửa lớn phun trào và sau đó không máy bay nào còn có thể cất cánh vì nhiều bụi quá. Có một sức mạnh, một vũ lực ngay dưới chân chúng ta. Để rồi khi thấy nó phun lên, bạn sẽ cảm nhận được. Hãy nghe thư Hebrew. Sách chép rằng hãy lấy lòng kính sợ, tôn kính mà thờ phượng Chúa, vì Đức Chúa trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt. Trước giả đã lấy câu đó ngay từ Lê-vi ký, và chúng ta rất cần đọc Lê-vi ký để nhận thức được sự thánh khiết của Chúa, chứ không chỉ là sự tốt lành của Ngài. Thế gian chỉ nói vậy, họ nói Chúa tốt lành, họ nói đúng, nhưng Cơ Đốc nhân biết rằng Đức Chúa trời không chỉ tốt lành mà Ngài còn thánh khiết nữa điều đó phần nào khiến mọi thứ khác đi một chút và chúng ta biết rằng không điều ô uế nào được ở trong sự hiện diện của ngài sự thánh khiết của ngài và những sự ô uế không bao giờ được tiếp xúc với nhau sự thánh khiết và những điều thanh sạch có thể tiếp xúc với nhau, nhưng những thứ ô uế thì không. Ý thức về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được truyền đạt và Lê Vi Ký đã cho chúng ta biết điều đó. Hai là, Lê Vi Ký thực sự nhấn mạnh tình trạng tội lỗi của con người cùng với sự thánh khiết của Chúa. Sách quá ư là thực tế. Quá ư là gần gũi, Chúa không ảo tưởng đâu. Kinh Thánh là một cuốn sách cho người trưởng thành. Không ai dạy Lê Vi Ký trong trường Chúa Nhật. Ở đây có bản chất con người, có khả năng hành động theo thú tính loạn luân mê tín đủ những thứ kinh khủng ghê tởm đối với chúa từ đó trong tiếng việt không có từ nào mạnh bằng trong tiếng Hebrew nó có nghĩa là một thứ khiến bạn muốn ói một thứ khiến bạn kinh tởm đến nỗi buồn nôn ghê tởm Kinh Thánh nói về những cảm xúc của Chúa. Tôi cố gắng tìm một từ tương xứng, chán ghét, gớm ghét, ghét cay ghét đắng. Không thể nào tìm được một từ đủ ghê rợn. Từ này trong tiếng Hebrew rất, rất rất mạnh. Một điều khiến cho Chúa cảm thấy e. Bởi vì Ngài thánh khiết. Tình trạng tội lỗi của con người. Và con người không chỉ tội lỗi khi vấy bẩn những điều thanh sạch, mà còn tầm thường hóa những điều thánh khiết. Và tất nhiên, đó là cách mà người ta chửi thể, tức là tầm thường hóa những từ thánh khiết trong mọi lúc, vì chỉ có hai mối quan hệ thiêng liêng trong đời sống của chúng ta. Một là giữa con người và Đức Chúa Trời, hai là giữa người nam và người nữ, và 90% từ chửi thể bắt nguồn từ một trong mối quan hệ đó tầm thường hóa những điều thánh khiết và làm vấy bẩn những điều thanh sạch. Bạn thấy không? Chúng ta sống trong một thế giới đang thực hiện cả hai điều đó và như tôi đã nói, con người không chỉ tội lỗi khi biến những thứ sạch thành bẩn mà còn biến những điều thánh khiết, thiêng liêng thành bình thường và coi chúng như điều tầm thường, mặc dù chúng không phải như vậy, chúng rất thánh khiết, rất thiêng liêng. Điều thứ ba tôi học được từ Lê vi ký trong vai trò Cơ đốc nhân là sự đầy trọn của đấng Christ rằng Đức Chúa Trời đã cho chúng ta một cách để thanh tẩy. Và vấn đề của Ngài, vấn đề của Ngài là làm sao để dung hòa giữa công lý và lòng nhân tử. Ngài nên xử lý chúng ta bằng công lý và trừng phạt chúng ta Hãy đối xử với chúng ta bằng lòng nhân từ và tha thứ cho chúng ta. Vì đức chúa trời vừa công bình vừa nhân từ nên ngài phải tìm một cách để vừa công bình vừa nhân từ. Chúng ta gần như không thể tìm ra cách. Nhưng ngài có thể làm như vậy bằng cách lấy một mạng vô tội thế cho một mạng phạm tội. Chỉ khi điều đó xảy ra thì cả công lý lẫn lòng nhân từ mới được đáp ứng. Và chính các điều luật về dân tế lễ trong Lê Vi Ký đã bắt đầu cho chúng ta thấy điều đó có thể xảy ra như thế nào. Những từ như sự chuộc tội, từ xuất hiện nhiều, rất nhiều lần, vì huyết là sự sống. Lấy hết máu của một người là lấy mạng họ, nên mới có điểm nhấn quan trọng này. Và trên hết, mỗi tế lễ này, bà có nhớ những tế lễ tôi nói từ đầu không? Nói đến một khía cạnh của đời sống cơ đốc. Tế lễ thiêu nói đến sự đầu phục hoàn toàn mà chúng ta cần có. Tế lễ chay nói về sự phục vụ của chúng ta. Tế lễ bình an nói về sự thanh thản mà chúng ta có thể có với chúa. sự bình an của đức chúa trời vượt trên mọi sự hiểu biết. đây là ba điều đặc trưng của một đời sống biết ơn. một đời sống đã được cứu. chuyển sang các tế lễ khác và chúng ta bắt đầu thấy từ phía ngài sự hy sinh của ngài bạn thấy đó những của lễ duy nhất mà giờ đây chúng ta phải đem đến cho chúa là của lễ của sự ngợi khen và cảm tạ chúng cần được chuẩn bị và mang đến sao cho đúng đắn. Nhưng đây là những của lễ mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Tế lễ chuộc tội nói về việc lấy mạng vô tội thế cho mạng phạm tội, và tế lễ chuộc lỗi nói lên rằng điều đó thỏa mãn công lý thiên thượng, rằng có một số luật được đáp ứng nhờ thực hiện kiểu tế lễ này. Điều đó hướng thẳng đến tân ước. Và cuối cùng, Điều thứ tư mà tôi học được từ sách Lê Vi Ký khi nghiên cứu nó, đó là sự thánh khiết của Chúa, tình trạng tội lỗi của con người, sự đầy chọn của Đấng Christ để đáp ứng mọi nhu cầu, và bốn là sự tin kính của đời sống. Sách nhắc bạn nên thánh trong mọi khía cạnh của đời sống mình. Mọi khía cạnh. Bạn biết không, có một lời cầu nguyện trong sách cầu nguyện của người Do Thái dùng khi đi vệ sinh lời cầu nguyện rất thú vị ngợi khen chúa vì cơ thể bạn vận hành tốt và giờ bạn cảm thấy ổn hơn nhiều bạn ngợi khen chúa vì nỗi buồn đã được giải quyết và bạn bước ra khỏi nhà vệ sinh, miệng ngợi khen Chúa. Bạn thấy đó, đối với những hội chúng phương Tây, thì điều này nghe có vẻ thật điên rồ, vì không được thuộc linh lắm. Và tôi đã từng ở trong nhà vệ sinh cơ đốc, đầy những câu gốc trên tường, và có cả một đống sách tín nguyện để lôi tâm trí tôi khỏi những thứ ở trong đó. Tất cả những thứ đó dường như được sắp đặt để tôi thoát khỏi trạng thái hiện tại, và bước vào trạng thái thuộc linh trong tâm trí bạn biết đấy đó là ví dụ quá điển hình về chúng ta chúng ta giữ tính thuộc linh trong một khía cạnh nhỏ của đời sống mình nhưng nghe này đến lúc bạn già đi không thể kiểm soát được bàng quang và ruột của mình nữa tôi nghĩ lúc đó bạn ước rằng mình đã ngợi khen chúa khi nó hoạt động còn tốt tân ước nói về thân thể thấp hèn càng già chúng ta sẽ càng thấp hèn vì nó nhưng bạn thấy đó chúa quan tâm đến mọi khía cạnh trong đời sống của bạn sự thánh khiết là toàn vẹn. Thế nên khi bạn đọc kỹ những tiểu tiết mà Chúa nói đến, khi Ngài áp dụng sự thánh khiết với mọi khía cạnh trong đời sống, điều đó cho bạn biết rằng một đời sống tin kính là tin kính hoàn toàn. Nếu không thì nó sẽ chẳng tin kính chút nào tuy nhiên có hai sự chuyển dịch giữa sự thánh khiết của giao ước cũ và sự thánh khiết của giao ước mới hai sự dịch chuyển và khi chúng ta nói về điều này hãy nhớ rằng việc phân tách ba điều thánh khiết thanh sạch và ô ế này vẫn áp dụng trong tân ước đó là điều xuyên suốt nhưng có hai sự biến đổi chính với điều đó hai sự dịch chuyển tư duy chính đầu tiên là sự thánh khiết chuyển từ vật chất sang đạo đức Điều đó khá quan trọng. Con dân Israel là con trẻ và họ phải được dạy như con trẻ. Sự khác nhau giữa thanh sạch và ô uế trong những vấn đề đồ ăn chẳng hạn. Không có luật định nào cho các đốc nhân là đồ ăn này thanh sạch, đồ ăn kia là ô uế. Führer phải khó khăn lắm mới nghiệm ra điều này ở tại Job Bạn nhớ không? Chúa Giêsu phán rằng chẳng phải vật gì vào miệng làm cho người ô uế mà chính là điều từ miệng ra. Tôi, tôi nhớ mình đã nghe một người giảng, giảng cho trẻ con từ nhiều năm trước. Ông nói với đám trẻ con, tôi là một trong số đó rằng, các con có biết sự khác nhau giữa vết nhơ sạch và vết nhơ bẩn là gì không? Chúng tôi im như thóc luôn. Ông nói, vết nhơ sạch ở bên ngoài các con, chỉ cần xà phòng nước nóng, và cây bàn chải tốt là dễ dàng loại bỏ nó. Nhưng vết nhớ bẩn ở bên trong và ông đói, cái đó rất khó loại bỏ. Chúng tôi hiểu điều đó. Đó là sự khác biệt lớn. Với họ thì thanh sạch và ô uế là vấn đề của cơm ăn, áo mặc. Còn với chúng ta, đó là vấn đề của đạo đức thanh sạch và ô uế. Nó chuyển từ vật chất sang đạo đức. Bạn có hiểu không? và bây giờ chúng ta không có tất cả những quy định nho nhỏ về cơm ăn áo mặc nữa nhưng chúng ta có nhiều sự dạy dỗ về cách nên thánh trong những vấn đề đạo đức sự dịch chuyển chính thứ hai trong tân ước so với cựu ước đó là phần thưởng và hình phạt được chuyển từ đời này sang đời sau trong thế giới này những con người thánh khiết có thể phải chịu nhiều đau khổ và không được thưởng nhưng điều đó được chuyển đổi vì trong tân ước chúng ta có cái nhìn dài hạn hơn đời này không phải là cuộc đời duy nhất đời này chỉ là sự chuẩn bị cho một sự tồn tại dài hơn nhiều ở nơi khác nên vì vậy trong tân ước phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn không phải ở dưới đất như vậy sự phân biệt giữa thánh khiết thanh sạch và ô uế vẫn áp dụng nhưng một là điều đó áp dụng với đạo đức chứ không phải với vật chất và hai là phần thưởng cho sự vâng lời và hình phạt cho sự bất tuân được chuyển từ đời này sang đời sau xét đến hai sự dịch chuyển đó lê vi ký là cuốn sách mang lại nhiều ích lợi nhất cho cất nhân khi đọc sách cho chúng ta biết bốn điều đó sự thánh khiết của chúa tình trạng tội lỗi của con người sự đầy chọn của đấng christ và sự tin kính của đời sống Tôi sẽ kết thúc tại đây. Như vậy thì tôi sẽ có thêm 5 phút cho bài nói chuyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.